dễ đẹp. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Rồi. Rồi, đẹp trai luôn. Rồi, giới thiệu đi anh. Em chào chị Cát Tường, chào bạn gái, chào quý vị khán giả. Em tên là Đoàn Trọng Hùng. Đoàn Trọng Hùng. Đúng rồi. Em năm nay 33 tuổi, hiện tại bây giờ đang làm nhân viên bưu tá cho một công ty chuyển phát ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu Hùng? Em quê ở Hà Tĩnh. Quê Hà Tĩnh, mình vào đây lâu chưa? Em vào đây được hơn 2 năm. Vào đây hơn 2 năm. Vào đây ở với ai, ở đâu? Hiện tại bây giờ thì em đang ở với mẹ và vợ chồng em gái ở quận 12. Rồi, mời em gái. Chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Đan, em năm nay 33 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Quê đang ở đâu? Dạ, em cũng ở Bình Dương, từ nhỏ lớn giờ cũng ở có chỗ. Rồi. Em hiện đang làm kế toán tại công ty MBS ở Thủ Dầu Một. À, Thủ Dầu Một. Có khi nào đi tới Bình Dương không? Em đi suốt. Đi suốt. Có ngại quen bạn gái ở Bình Dương không? Có xa xôi gì không? Theo em nghĩ là không sao. Gần xịt ha, với lại bây giờ công nghệ mà. Gọi FaceTime một cái thấy liền, kiểm tra được ngay ha. Có muốn chạy lên thì cũng 30 phút, 45 phút là tới rồi đúng không? Cũng rất dễ dàng, thuận tiện trong việc hẹn hò. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em có điểm mạnh là nấu ăn ngon, với lại thích trang trí các món ăn đẹp mắt nữa. Trong công việc thì em rất là nhạy bén, tức là mình tiếp thu công việc rất là nhanh. Trong các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thì mình rất là nhiệt tình, rất là hòa đồng. Tuy nhiên cái điểm yếu của em là hay chia sẻ, nhưng mà em chia sẻ những niềm vui thôi, còn nỗi buồn thì em không có chia sẻ. Mỗi buồn cứ chia sẻ. Đi tỏ cùng ai? Để tìm ví dụ người thân, ba mẹ, anh chị em, hoặc là mình cũng có một vài người bạn nào gọi là tri âm tri kỷ, mình chia sẻ người có bớt. Chia sẻ nhưng mà rất là ít, cũng một phần nào là một phần nào đó cũng vẫn giữ lại cho riêng mình. Cái là hay gì, giống như mình sống tình cảm cái là mình rất là dễ xúc động á chị, em dễ rớt mắt lắm. Những người sống nội tâm rất khổ. Thế còn em sao, điểm mạnh điểm yếu? Em thì em cũng có thể nấu ăn được, tự lập bản thân được. Thế trong công việc thì cũng hoạt bát, cũng có gọi là tính ham học hỏi, cầu tiến. Điểm yếu? Cái nhược điểm của em thì chắc tại do hiền quá hay sao, hay bắt nạt thôi. Ai bắt nạt em vậy? Em hầu như là ai cũng thử. Ai cũng bắt nạt em hết. Trời ơi, hiền quá, ai cũng bắt nạt. Thiệt tình có tật xấu gì không? Dạ, không, em nghĩ là không. Thủ che cờ bạc gì không? Thì cờ bạc thì không, rượu chè thì lâu lâu, tầm tháng hơn tháng anh em ngồi với nhau thì được. Hút thuốc rồi nhiều không? Thuốc thì trước có nhưng mà giờ không hút nữa. Không hút nữa? Vâng. Chắc không đó? Chắc. Ồ, vậy cũng tốt. Rồi, về tình trường đi em. Tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi? Em từng kết hôn khi mới 20 tuổi thôi. Sau đó 5 năm sau em ly dị. Có cháu nào? Dạ có một bé năm nay 11 tuổi rồi. Ở với mình hay là dạ, ở với ba em? Ở với em. Mối tình đó mình quen nhau bao lâu rồi mình kết hôn? Tức là đó, em quen nhau khoảng một năm mấy nhưng mà nó còn quá trẻ, mình không có suy nghĩ chín chắn. Hai người đều không có cái biết gì, nói chung là không có khái niệm về hôn nhân gia đình là gì, nên là không có gìn giữ được. Thì cũng cố gắng được 5 năm, thì khi mà cũng có người thứ ba thì em buông tay. Phát hiện cũng 2 năm em phát hiện, nhưng mà em chịu được 2 năm thì em dứt khoát. Có khi em phát hiện thì em có nói chuyện với ảnh không? Có. Và ảnh vẫn vậy, ảnh không giải quyết được? Dạ, nói chung là không có dứt khoát. Ly hôn vậy là bao nhiêu năm rồi? 7 năm rồi. 7 năm rồi. Vậy trong 7 năm qua thì nuôi con một mình có khó khăn gì không em? Dạ không, em cũng ở chung với ba mẹ, rồi em trai em gái nên cũng nhiều người hỗ trợ em. À, cũng có gia đình làm điểm tựa. Dạ đúng rồi. Rồi vậy trong 7 năm qua mình có thêm được mối tình nào sâu đậm nữa không? Cũng có những mối tình nhưng mà cũng không sâu đậm lắm. Mình tìm hiểu, mình cảm thấy không phù hợp. Thì có những người ví dụ như là người ta chưa từng đổ vỡ thì mình đã đổ vỡ vì bản thân mình cảm thấy ngại. Chứ hẳn người ta ngại do tự mình ngại. Dạ trước. Đúng rồi, tự mình ngại trước. Rút kinh nghiệm ha, lần sau cái có cơ hội, tụi cuộc đời nó ngắn ngủi lắm, có cơ hội mình cứ nắm bắt, câu chuyện sau này cứ từ từ tính sau em ơi, mọi tại sự tùy mới cái mình chưa có sẵn sàng nó hôn nhân mới thì bây giờ sẵn sàng chưa? Giờ lâu rồi thì thấy nó mình cần một cần cái điểm tựa. Dạ rồi, cái hoàn cảnh của bạn gái này thì em có suy nghĩ gì không? Em trước đây cũng đã từng kết hôn một lần, nếu như mà tính cái tổng thời gian á thì có thể chắc khoảng được một năm. Sau thì hai người ly thân nhưng mà vì là thứ nhất là cái công việc của bạn kia là ly thân xong là bạn đã xuất ngoại luôn. Anh thử là đến năm 2017 là lúc đó mới có cái quyết định ly hôn chính thức, là lúc đó mới về mới làm lại cái quyết định ly hôn chính thức á. Thì tính ra từ cái thời điểm đó đến bây giờ thì em cũng theo cái công việc thì em cũng không quen biết không ấy gì ai hết.
Mà em có cháu nào chưa trong một năm sống dạ, với cô? Em chưa. À, có là kết hôn mà chưa có con. Vâng. Mà nguyên nhân sao ly hôn? Thì thứ nhất là vì cái bất đồng quan điểm ngay từ đầu, lại bọn em cái thời điểm đó là cũng thứ nhất là cũng nóng vội, đâm ra là nhiều khi nó không biết được cái hậu quả phía sau. Sống được với nhau thời gian thì cảm thấy không thể hòa đồng được với nhau, thì chấp nhận thôi. Thì cả hai cùng thống nhất là tạo cho nhau một cái lối đi riêng thôi. Nói chung là cả hai đều đã có ly hôn, đã gãy đổ. Chúng ta cũng trải nghiệm cuộc sống nhiều rồi, hy vọng hôm nay chúng ta sẽ nắm bắt cái cơ hội này nha. Thế em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Trước tiên người đó phải là thương trẻ con. Thương trẻ con à, với lại là sống có chiều sâu á chị. Rồi. Tức là không có hời hợt à, biết chia sẻ việc nhà. Nói chung là phụ nữ thì việc nhà đều làm được cả, nhưng mà mình muốn có một sự chia sẻ để cho nó vui, vui, có trách dạ. nhiệm. Cảm giác nó ấm áp. Đúng rồi. Dạ. Đây ngoại hình. Ngoại hình à, 1m65 trở lên là gì? Em cao mét nhiêu em? Em 68. Mét 68 vừa vào thôi. Biết nấu ăn không? Ôi là anh nói anh biết mà. Em làm được. Làm được. Yên tâm. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thứ nhất là mình cũng lớn rồi. Thứ hai là cũng một lần rồi. Thì bây giờ cái riêng cái gọi là cái tiêu chuẩn á, thì em cũng không có gì. Chỉ có là ví dụ như kiểu cái người bạn đó đã xác định, ví dụ như kiểu mà thương nhau á, thì là thương cho rõ ràng luôn, chứ đừng có giống như kiểu là hôm nay thì hôm nay ngày mai. Có nghĩa xác định tìm hiểu là tiến tới hôn nhân chứ không phải là để vui đùa. Chứ không phải là như vậy. Còn ngoại hình, về cái ngoại hình thì em nghĩ là bạn gái cao mét khoảng 55 trở lên là được rồi. Còn về cái vẻ mặt cũng dễ nhìn thấy là được rồi. Em cũng không có cái gì gọi là nó khó khăn gì đến đấy hết. Cần một bạn gái cao từ 1m55 trở lên thôi. Em mét 6 lận chị. Mét 6 lận cũng không có tiêu chuẩn gì đặc biệt. Rồi, đâu đâu có hình ảnh gì không em? Có hình không? Cho chị xem. Chị nhìn ra em không? Cao 1m6, sinh năm 87, là năm nay là 33 tuổi. Tìm đi, một cô gái 1m6. Có hai người à, chỉ lựa chọn một trong hai thôi, quá đơn giản. Anh ấy là ai? Một chàng trai cùng tuổi luôn đúng không? Sinh năm 87 luôn đúng không? Rồi, còn bên đây, 2, 4, 5 cô gái, hãy chọn cô nào? Họ mê thách đố chứ. Có hai anh là quá dễ, xác suất 50-50 nha. Mà em thấy giống giống nhau. Chọn anh nào? Anh này. Tại sao chọn anh đó? Cảm giác thôi. Cảm giác, rồi để nó đi, coi đúng hay không. Em nghĩ là cái bạn ngoài này này. Bạn nào? Tại sao chọn bạn đó? Thì em nghĩ là... Bạn này đúng không? Chọn nó ấy thôi, chứ biết không rõ được. Rồi, hôm nay tôi gả cái cặp đôi đó với nhau. Dạ, xin mời quý vị hãy hướng mắt về cánh cửa trái tim, coi anh đó và cô đó là anh nào và cô nào. Xin mời hai bạn hướng mắt về cửa trái tim. Có gì em giới thiệu cái tìm được em chưa? Chưa, rồi giờ tìm đi, thấy chưa? Bên này. Rồi xe bé. Rồi thấy xe bé rồi phải không? Tại cái cô này chắc em không dám giới thiệu cho bạn em nữa rồi. Sao vậy? Tại bạn em có vợ rồi. Trời ơi, anh có vợ rồi nha em. Trời ơi. Tặng anh nhận em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà gửi tặng anh ngày đầu gặp vợ. Rồi, quà gì vậy em? Dạ, một sợi thắt lưng. Sợi thắt lưng. Mở ra xem đi em. Sợi dây nịt, mình nghĩ nghĩa đen là thắt lưng, còn nghĩa bóng là có thể móc vô cái cổ em kéo đi luôn á. Hiểu không? Được không? Được không? Dạ thì gọi là cái duyên mà chị từ từ biết đâu được. Biết đâu được ha. Thôi được rồi. Bây giờ thì chị Từ sẽ dành cho hai bạn một cái khoảng thời gian riêng để trò chuyện, để tâm sự với nhau, có một bữa ăn với nhau tại nhà hàng Vị Ngon. Xin mời thưởng thức đồ ăn ạ. Trời ơi hấp dẫn quá. Đây là món bánh mì pate của nhà hàng Vị Ngon nha. Nhớ là vừa ăn vừa trò chuyện vừa tâm sự với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Tự tin nha. Hồi nãy giờ nói hơi nhỏ, nói lớn lên chút xíu bạn gái mới nghe được nha. Muốn lấy vợ nữa không trời? Được không? Ổn không? Được. Rồi xin mời hai bạn tự nhiên, chúc hai bạn ngon miệng. Dạ. Từ Hà Tĩnh lên vô đây bao lâu rồi? Từ ngoài quê thì vô đây được 2 năm. Cũng mới vô đây à? Cũng mới. Trước đây là ở đâu, ở quê hả? Trước đây là ở ngoài quê. Trước đây là cũng có môi trường ở trong quân đội một thời gian ở ngoài quê. À, tức là anh đi bộ đội rồi mới giờ đây anh đi làm. Đúng rồi, không. À, anh chỉ phát về đây, anh chắc hay đi giao hàng ở tỉnh Bình Dương hả?
Không phải, hiện tại bây giờ là chỉ có phụ trách ở cái chỗ Gò Vấp thôi. Nhưng mà tại cái khu Bình Dương thì là mình lại có anh trai ở dưới đó. Thì hầu như tuần nào cũng xuống dưới đó. Nhưng mà anh trai anh ở đâu? Ở đâu Bình Dương? Tân Nguyên. Tân Nguyên, em cũng ở Bắc Tân Nguyên nè. Mình cũng một lần đã kết hôn rồi, thì bạn cũng một lần rồi. Thì chỉ mong là nếu như trường hợp mà cho nhau một cái cơ hội có thể tìm hiểu nhau. Rồi cái quan điểm của mình bây giờ nó rõ ràng luôn, là ví dụ như tìm hiểu nhau, xác định tiến đến với nhau á, thì lúc đó là rõ ràng, chứ không phải là mình có thể tìm hiểu một thời gian cho nó cụ thể luôn. Rồi là mình xác định cái chuyện của mình luôn, chứ không phải là yêu đương để cho nó có hay không đấy. Dạ thì nói chung thì mình phải có một khoảng thời gian tìm hiểu là có phù hợp với nhau không. Đó thì tức nhưng là mà em rất là ngại vấn đề là mình đã có một đứa con rồi, em có ngại vấn đề đó. Về cái vấn đề mà chỗ trẻ con á, thì thật sự là mình cũng thích trẻ con lắm. Trong cái khu chỗ mình ở đó, hầu như trẻ con đứa nào cũng quý. Nhưng mà tại con gái em này cũng lớn rồi, nó cũng không hẳn là trẻ con nữa. Nhưng mà ý là em cảm giác là một cái người đàn ông mà thương trẻ con á, thì sẽ vun vén cho gia đình mình rất là nhiều. Anh có vấn đề gì hỏi em không? Tại bây giờ thì mình là ở ngoài quê vô á, thì nói thẳng ra cái hiện tại bây giờ là mình hai bàn tay trắng, cái cuộc sống nó hơi khó khăn một xíu, thì đó có phải là cái trở ngại cho bạn hay không? Em là nói chung mình không lười biếng là được anh, mình chịu làm là được. Anh đi làm như vậy thời gian rảnh anh lúc nào? Thật sự là cái công việc của mình nó bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng và nó kết thúc vào tầm khoảng sau 7 giờ tối. Thì cái khung thời gian đó mình mới rảnh được. Còn bình thường có thể ví dụ như gọi điện hay các kiểu thì mình vừa chạy xe mình có thể nghe được. Cái đó là bởi vì cái công việc của mình đặc thù nó như vậy. Tức là anh thường xuyên lái xe à? Đúng rồi, mình thường xuyên mình kiểu dùng cái xe máy để mình giao hàng cho người ta. Giao hàng, giao thư các kiểu á. Thì hầu như là cái thời gian là không có nhiều. Trời ơi, nãy giờ sao ăn gì cho ăn gì cho vậy? Tâm sự không vậy đó hả? Mắc cỡ chị. Trời ơi, rồi nãy giờ nói lớn cho em, nói lớn chưa? Chưa luôn hả? Rồi em nghe được cái gì không? Cũng trời ơi, kỳ vậy ông ơi. Rồi bây giờ mời em gái vô rồi góp ý cho anh trai xíu nha. Mời em gái vô cưng ơi. Dạ, chào em tên gì? Dạ, chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người trong trường quay. Em là Hường, em gái của anh Hùng ạ. Em ruột hả? Vâng. Nhà mấy anh chị em? Dạ bốn á. Bốn là anh thứ mấy, em thứ mấy? Em út anh thứ ba. Em út anh thứ ba. Bình thường anh trai có tật xấu gì không em? Em thấy cũng bình thường. Bình thường hả? Thấy anh mình có gì xấu hết trơn á hả? Bình thường anh cũng rụt rè nhút nhát vậy hả? Dạ đúng rồi. Thật ra thì lúc nào quen thì mới ấy thôi. Ấy là sao? Thì mới bắt đầu mới mạnh dạn hơn, cởi mở hơn vậy đó chị. Chắc là gặp người lạ đó. Chứ bình thường cũng ăn to nói lớn chứ đúng không? Đúng rồi, con trai mà chị. Mà sao làm gì rụt rè mắc cỡ e thẹn hoài vậy trời ơi trời. Thiệt luôn á. Rồi hôm nay nãy giờ em ngồi em chứng kiến thì em thấy hai anh chị như thế nào? Em nhận xét gì về chị gái này? Dạ em thấy chị gái thì cũng hiền lành, cởi mở. Rồi hai anh chị cũng đã từng có những vấp ngã trong chuyện tình cảm ấy. Thì em muốn là hai anh chị tạo điều kiện cho nhau, tìm hiểu nhau rồi có thể tiến tới thì càng tốt ạ. Rồi em nói một câu gì với anh của em đi cho ảnh thẳng lên, anh tự tin lên xíu chứ anh vậy hoài rồi sao người ta dám bấm nút. Thiệt luôn á, nói một câu với anh trai đi em. Cố lên chứ. Rồi đơn giản vậy thôi đó hả? Vậy thôi. Rồi, hiểu hết nhau không? Hiểu chứ chi. Rồi vậy em nói một câu gì với chị gái này đi. Anh em nhìn rất là hiền lành, thật sự là như vậy, nhiệt tình với người khác. Lên đây thì có thể là hơi rụt rè, nhưng mà em mong chị có thể tạo một cơ hội gì đấy để có thể hai người tìm hiểu rõ hơn về nhau. Mong là sau chương trình này thì có thể gặp lại chị. Em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Chị có muốn nói gì câu với em đi, em có nói quá trời kìa. Em cũng mong cái chương trình này nó làm cái cơ hội để em với anh có cái dịp để mình tìm hiểu nhau. Thì nếu mà phù hợp thì mình có thể tiến xa. Rồi, vậy ha. Rồi, cảm ơn em gái. Em cảm ơn. Rồi, bây giờ mình chơi trò chơi nha. Trò chơi này cho anh dạng dĩ lên nha. Bóc lá bài đi nè đồng chí. Rồi, mọi màu đỏ là hiểu giới tính rồi đó. Đây. Rồi, đọc lớn lên. Cái gì vậy? Đọc xong ông ụp xuống ông không cãi đầu. Cái này khổ quá chứ. Cái này khổ quá chứ. Đọc lớn lên coi. Trời ơi, gì vậy? Em đổi. Đọc lớn lên đi coi cái gì đi đổi, cái gì mà đổi. Bạn nam hãy cõng bạn nữ đi một vòng, vừa đi vừa hát một ca khúc dễ thương. Có gì đâu mà đổi. Trời, tưởng dễ cõng người ta lắm hả? Không phải chị ơi, em nặng lắm.
Không phải chị ơi, em nặng lắm. Ừ, đâu có dễ cổng người ta vậy đâu. Này, em được. Đổi gì không có được, đổi gì giờ. Em thương lượng với bạn gái đi. Giờ không cổng thì ẩm hay không? Không, cho anh hát bài được chị. Bây giờ, anh hát được không? Đứng lên đi qua đây, đừng qua đây anh đi. Hát được đứng không? Lên anh qua hát đây em đi. Song ca với anh. Ê, hai người này có mặt phun thê nha. Đứng lên, đứng lên, đứng sát cho tôi nhìn coi nè. Rồi đó, giờ đọc cái yêu cầu đó là hai người tự bàn với nhau phương án đi. Mình chơi đơn giản, mình nắm tay được rồi. Hơi khó. Anh hát đi. Đó, trời, người ta cho nắm tay rồi kìa. Hát đi, giờ hai đứa nắm tay nhau, nhìn thẳng nhau nè. Đắm đuối rồi hát đó. Đó, hát song ca luôn cũng được nữa. Đúng rồi, anh hát bài nào song ca em thuộc là em hát được hả? Đúng rồi. Nắm tay đứng chỗ rồi. Là thế cộng đúng không? Thuyền anh ra khơi khi chân mây ưng hồng. Thuyền anh ra khơi có ngày chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô. Anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do chăn chứa bao tình. Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hò ớ hò. Trời ơi, hay mà cứ giời ơi. Hát hay mà. Vậy không? Gì mà xúc mồ hôi luôn à hả? Và anh nóng lắm luôn kìa. Vậy hả? Nay nóng hả? Rồi giờ sẵn đứng đó luôn nè, đọc cái yêu cầu thứ hai coi lại gì nè em gái. Cái yêu cầu này. Rồi đọc lên coi. Yêu cầu bạn nam kể ra ba bí mật chưa từng chia sẻ với ai. Trời đất. Rồi thôi về 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 chỗ ngồi đi rồi kể chuyện. Để cho ông đứng qua ông xỉu á. Cái bài nào cũng qua em thế này hả chị? Ủa tại vì em ai biểu con trai mà bóc màu xanh nó bóc bóc màu hồng. Bóc lộn bên rồi. Đầu tiên bí mật gì mà chưa từng chia sẻ với ai? Ba điều. Như kiểu là sợ rắn đi. Rắn. Cái này giống em đó. Sợ rắn mà có gặp con rắn lần nào chưa? Không gặp nhiều chị. Rồi gặp nó là phản ứng của mình như thế nào? Chạy hơn. Trời ơi. Rồi nó có con nào rượt theo không? Cũng chưa thấy. Chưa thấy. Vậy có gì đâu sợ. Đó là nhìn thấy là sợ. Nhìn thấy là sợ. Bây giờ vẫn còn sợ. Được. Rồi, một, còn chuyện gì nữa? Cái gì vậy? Nhìn gì vậy? Chuyện một, chứ không bỏ rắn dưới chân. Chứ không bỏ rắn dưới chân. Trời ơi, rắn ở đâu đây? Tự nhiên tôi bỏ vô chân. Tôi là con rắn chúa đây nè. Tôi là con rắn chúa đây nè. Rắn ngồi cái bên đây nè. Gì nữa? Hai. Thật xấu không? Trước đây thì mình có hút thuốc nhưng mà cũng nghỉ rồi. Cũng chưa có gì xấu. Không có gì xấu không? Không gì mà giấu giếm á, chứ gì mà khó nói. Ngại kể mọi người. Dù là 3 ngày mới tắm lần, là đồ từng giặt hay là ngủ là thích gì đó, thí dụ gì đó. Thế nghe vậy không có? Không có. Hả? Ưu điểm không được. Ừ, ưu điểm không à? Chắc vậy. Vậy em kể ra một ưu điểm của mình. Em có thể tự sắp xếp cái việc nhà, việc cá nhân của mình, rồi là có thể tự nấu nướng chăm sóc bản thân cho mình. Có chơi thể dục thể thao gì không? Một tuần như vậy em chơi đá banh khoảng 2 đến 3 trận. Đá banh hay banh đũa? Rồi bây giờ còn một điều thứ ba nữa, bạn gái giúp bạn trai đi nè. Nãy giờ mình cũng nghe là bạn gái nói một điều bí mật của bạn gái cho bạn trai nghe đi nè. Nhưng mà em có cái thật xấu là em lười đồ lắm chị. Lười đồ? Lười đồ em mặc ai ủi? Không, tức là lười nhưng mà vẫn phải ủi. Chứ không phải lười là bỏ không ủi. À. Nếu tức là em đem một đống đồ ra đó em để và em ngó biết mấy tiếng đồng hồ sau mới ủi. Có nghĩa là dù có ngán cũng phải làm, đúng không? Ủa mà nó nghe nè, hồi nãy giờ chị cho hai bạn nhiều thời gian tâm sự với nhau lắm á, mà vẫn còn chưa hết ngại ngùng nữa hả? Hả? Em chắc về tầm tháng, chắc về tầm tháng. Tháng nữa hả? Trời ơi, chậm quá vậy. Rồi bây giờ ví dụ như mối quan hệ này, ví dụ mà được đi, ví dụ bữa nay bấm nút hẹn hò đi. Thì chừng nào là hẹn hò bữa đầu tiên đi chơi? Chắc chiều luôn. Chiều luôn. Bắt đầu quen bao lâu thì em nghĩ là tiến, nếu mà hợp thì tiến tới hôn nhân được. Thế em nghĩ để cho hai người tự nhau tìm hiểu một thời gian. Gian là bao lâu? Theo em là bao lâu? Đúng tầm 4-5 tháng gì đó. 4-5 tháng? Thì chậm hơn có thể khoảng 5, hơn 5 gì đó. Tức là khi mà thật sự là thấu hiểu cuộc sống của nhau rồi, là thật lòng có thể là đến với nhau được thì lúc đó mới... Mà nãy giờ nói thiệt là hai người đã nhìn thẳng vào mắt nhau lần nào chưa? Chắc em nhìn ảnh không á chị? Nhìn thẳng vào mắt cổ lần nào chưa? Bây giờ cho hai bạn 30 giây nhìn thẳng vào nhau. Mỗi người nói một câu cuối cùng chốt hạ rồi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn 30 giây bắt đầu. Nhìn nhau để kiểm tra cảm xúc của mình. Kiểm tra lại hồi nãy giờ mình đã trao đổi với nhau những gì. Kiểm tra lại, suy gẫm lại cái người trước mặt mình là ai.
có hợp với mình hay không, để mình đưa ra cái quyết định cuối cùng mình cho nó chính xác, mà mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. Rồi hết 30 giây, mỗi người nói một câu, bạn trai nói trước. Thì nãy giờ cũng nói chuyện với nhau, cũng tâm sự với nhau. Nếu như trường hợp mà đây phải quyết định thì chỉ mong là mình có thể tạo cho nhau một cái cơ hội để có thể có cái thời gian mình tìm hiểu nhau. Mời em. Thì em cũng suy nghĩ giống ảnh, thì mình bây giờ quyết định bấm nút là để cho một cái thời gian để mình có thời gian để mình tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Ảnh hiền quá nên là khi không có cái thoải mái cởi mở để chia sẻ, nên là hy vọng thì sau buổi gặp mặt hôm nay thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu nhau. Rồi hai bạn suy nghĩ thật kỹ nha, đồng ý bấm nút là đồng ý bắt đầu một mối quan hệ trai gái, tìm hiểu yêu đương để tiến đến hôn nhân. Chương trình này sắp sửa có cái đám cưới xảy ra nữa rồi đây nè, sắp sửa có một cặp đôi đám cưới vừa mới báo tin cho chương trình, và sắp tới ekip sẽ đi dự đám cưới. Cho nên cái nút bấm này nó rất là quan trọng. Đương nhiên tình yêu là còn ở phía trước, nhiều thứ chúng ta không nói trước được, nhưng người ta phải bấm cái nút bấm này với một tâm thế hết sức là nghiêm túc để đi con đường lâu dài. Còn không phải bấm vì lịch sự, bấm là chúng ta trở thành bạn trai bạn gái và sẽ nắm tay nhau và phải hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa này. Lưu ý suy nghĩ thật kỹ nha, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mới đầu em định bấm mà nghe chị Tường nói thì em suy nghĩ. Ảnh thật sự anh hiền, ảnh tốt thật. Nhưng mà em là người rất ít nói, nhưng mà em nên em muốn có người bên cạnh em nó phải hoạt ngôn hơn em nhiều để cái cuộc sống nó tránh cái thằng nhàm chán. Thực sự anh rất là hiền và chân thật. Rồi mời hai bạn đứng lên. Một lần nữa thay mặt cho chương trình chúc cho hai em sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Dạ, rồi cảm ơn hai bạn rất nhiều. Để coi là cách anh nói chuyện như thế nào á. Giờ anh giới thiệu họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nha. Em tên Ký Văn Lam, năm nay 30 tuổi, ở Phú Tân, Cà Mau. Chị nghe rõ không chị? Rồi anh làm nghề gì? Em làm, em có mở tiệm nhôm nhỏ ở nhà, làm việc tại nhà chị ơi. Tiệm nhôm hả? Dạ, làm cửa nhôm nè. Cửa nhôm nhỏ thôi, ok. Rồi anh giới thiệu cho em về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là vui vẻ với mọi người, với biết nấu ăn ngon gì đó. Điểm yếu em ít nói. Rồi gì nữa? Còn gì nữa không? Mình cứ tự chủ động đi anh, tại vì lên chương trình là anh phải tự chủ động nói chuyện đó. Dạ. Trong điểm yếu chỉ là ít nói thôi à. Rồi. Vậy thì mình ít nói gì, mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, mới trải qua 2 mối tình rồi chị. Rồi anh kể cho em 2 mối tình đi, 2 mối tình đó như thế nào? Anh đã kết hôn chưa? Dạ, có một lần kết hôn rồi, sống với bà xã được 6 năm, mới chia tay khoảng 3 năm nay. Là mối tình thứ hai á hả? Không, mối tình đầu thứ hai đúng rồi, tại hồi lúc ấy chưa vợ thì có như bạn tình yêu bên ngoài vậy thôi à. Còn, vậy thôi, mình nói kết hôn đi. Dạ. Bây giờ anh lộn gọi là, rồi, nói về từ đầu đi là quen người ấy như thế nào? Rồi khi nào kết hôn, rồi lý do tại sao hai người lại chia tay? Là cái đầu mối tình đầu thì quen khoảng mấy tháng chia tay, sau này mới quyết định kết hôn, sống với vợ được gần 5 năm, hơn 5 năm. Tí từ từ, anh gặp vợ anh như thế nào mà anh kêu là sống với vợ anh? Không, là người ta làm mai đó rồi hay chồng tìm hiểu nhau rồi đến hôn nhân làm đám cưới vậy đó. Tiếp đi. Rồi sao yêu nhau, rồi sao lý do tại sao quen nhau được bao lâu, có bao nhiêu người con mà lại tại sao lại chia tay? Sống với nhau khoảng hơn 5 năm nhưng mà chưa đứa con nào chứ. Ủa sao vậy? Ý là
ý là tại sao mình chưa muốn có con hay là như thế nào? Cũng muốn có con lắm mà do vợ có bầu khoảng 2 tháng 3 tháng là bị hư thai yếu á, rồi nên ngưng sau này thì chạy năm sau rồi hai chồng chia tay nhé. Do không hợp nhau thì hai chồng chia tay. Chia tay có ra tòa làm giấy ly hôn rồi, có giấy đặt tăng rồi, có giấy quyết định ly hôn khoảng hơn 2 năm nay. Là đã ly hôn rồi đúng không em? Dạ đúng rồi. Ừ. Ủa là cái lý do ly hôn là tại vì là chị nói vợ không sanh được hay là gì? Không, tại không phải lý do đó, tại vì trong cuộc sống hôn nhân có nhiều điểm bất đồng quan điểm rồi sau này hai chồng quyết định chia tay đó. Bây giờ em ơi, em cụ thể ra đi, bất đồng cái gì để dẫn đến ly hôn? Tại ở đây có ekip chương trình mình thôi à, sẽ nghe để mà hiểu em hơn thôi, chứ không ai soi mói đời tư. Và nếu như ở đây em kể để mà lên chương trình em cũng phải kể lại luôn á, nên mình phải kể thật. Thì nó kể thật là do nói chung là không hợp nhau quan điểm, tại vì vợ em không muốn làm dâu á, còn em là con cháu trong gia đình, cần người nội trợ gia đình á. Vợ em không làm được thì vợ em chán nản, thì vợ em muốn ly hôn thôi chứ không phải là do em. Không phải là do ai mà cần biết cái tình hình nó như thế nào, lý do gì chia tay thôi em. Có nghĩa là ban đầu là cô ấy làm về ly hôn. Em cứ chia sẻ ra làm sao thôi. Là do cô vợ không chịu làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là bây giờ thì em là có nhà riêng rồi, chưa lấy vợ là làm dâu nữa hay sao? Dạ nếu sau này lấy vợ dẫn làm dâu, tại vì nhà em giờ còn có mẹ già với em, mà em là chị út trong gia đình, nhà cửa có đầy đủ hết rồi. Là vẫn sẽ phải ở cùng với mẹ em đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi lúc về trước thì còn ông ba mẹ đầy đủ, ông lão em mới mất năm vừa rồi, cả năm nay lúc chia tay vợ khoảng 1.5 năm, ông ba em mới mất. Rồi ok. Bây giờ em muốn tìm người như thế nào? Em mô tả ra giùm chị. Thì em cũng muốn tìm một người biết hướng nội, biết lo trong gia đình vậy thôi à. Chứ không hướng nội trong gia đình thôi. Chỉ lo lắng gia đình con cái trong nhà thôi, không cần làm bên ngoài. Tại vì ở đây em cũng có công việc ổn định rồi, nhà cửa cũng có sẵn, chỉ về nội trợ gia đình với vợ chồng cùng nhau xem phút thôi à. Rồi nhưng mà công việc em bây giờ thì ổn định chưa? Dạ ổn mà chị, tại em có làm tại nhà không mà, chứ công việc tại nhà ở team em, nhà em nuôi tôm nữa. Nuôi tôm nữa hả? Là thu nhập của em tính sao, theo tháng hay theo năm? Tôm thì tính cho hai con nước, một tháng nó có nước 15 với nước 30 đó, mình đặt lú trong vuông nuôi tôm á. Tôm cua tại em sống miền Tây mà, thì bán theo nửa tháng với 1 tháng vậy, 1 tháng 2 lần vậy, bán đặt lú suốt vậy đó, hết nước cuốn lên vậy thôi à. Còn em làm tiệm nhôm thì ai đặt đồ như là cửa nhôm, nhà này kia nọ là em làm giao cho người ta, như là lấy tiền vậy thôi. Tại là làm cho nhà cho em không à, chứ không làm mướn trai. Rồi ok em, nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình nha. Ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh thì em vẫn đi được đúng không? Dạ đúng, được chị ơi. Rồi được rồi, cảm ơn em. Dạ chị ạ. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ, anh có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Dạ. Dạ rồi, chương trình cảm ơn anh ạ. Dạ. Rồi, out rồi. Dạ chương trình xin chào anh ạ, anh có nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? Ừ có nghe rõ chương trình. Dạ rồi, chương trình cũng nghe rõ tiếng của anh rồi, mình bắt đầu phỏng vấn luôn nha. Dạ em mời các chị biên tập phỏng vấn giúp em ạ. Tuyến sinh năm 1964, quê của anh thì là ở Ba Vì, Hà Nội, trên ở huyện Ba Vì, Hà Nội. Rồi vậy thì anh có ghi hình anh vào thành phố Hồ Chí Minh được không anh? Em đi được ạ. Ừ.
Ok, nói một chút điểm mạnh điểm yếu đường tình duyên của anh giùm em nha. Hiện tại thì anh đang ở bên Cộng hòa Séc. Thế còn lúc nào khi nào mà chương trình báo trước anh một tháng hoặc là 2-3 tuần thì anh có thể anh về được, tại vì công việc của anh hiện tại là một tháng anh phải nghỉ không? Rồi. Anh ok không, anh vậy thì bây giờ anh cứ cáp tin đi, anh cứ nói đi ạ. À. Rồi, thì hiện tại là anh nghỉ, anh công việc của anh là không làm gì, cho nên hàng năm anh vẫn thường xuyên về Việt Nam. Đấy, về cái tình trạng hôn nhân của anh ấy thì là từ năm 2012 là vợ anh đã đi kiểu như là có người khác ấy, là đi cặp bồ với người khác, nhưng mà lúc ấy các con nó còn đang đi học, cho nên là anh dừng lại đến năm anh chấp nhận, nghĩa là mọi thứ mọi chuyện gác lại và nhẫn nhịn lại mọi thứ, coi như là cho qua, và vẫn khuyên là vợ quay về. Nhưng mà đến năm 2017 một lần cuối nữa anh gọi tất cả họ hàng rồi anh em con các con ra, nhưng mà mẹ cháu vẫn không sửa đổi, mà vẫn giữ nguyên cái cuộc sống gọi là đi ra ngoài có bạn trai. Đấy. Thì là đến tháng 1 2018 thì là anh quyết định ly hôn, là bắt đầu ly hôn cách 2018 ở Cộng hòa Séc. Thì nó gọi là các cháu thứ hai thì vào đại học, cháu thứ nhất học xong đại học. Thế trong vòng 5 năm qua, là từ năm 2018 đến nay ấy, thì là anh cũng thường xuyên về Việt Nam, rồi cũng có một số người bạn bè giới thiệu, nhưng mà kiểu có một số người ta không nghiêm túc trong cái chuyện kết hôn, cho nên là anh thôi dừng lại. Cộng với lại con thứ hai của anh là đang học dự giang đại học, mà đến tháng 6 vừa rồi là con thứ hai đã xong đại học và có công ăn việc làm ổn định. Hiện tại hai cháu là đang định cư và có quốc tịch tại Vương quốc Anh, và các cháu đã có công ăn việc làm ổn định, và các cháu lúc nào cũng mong muốn cho bố là ủa sao ông bị ao mới như lại chắc đang có điện thoại khác á, các chị bấm nick nói ảnh có cuộc gọi á, chờ xíu. Dạ ảnh hình như đang có cuộc gọi khác á chị ơi, chị đợi xíu để anh xử lý rồi anh quay lại nha. Anh này tên gì em? Tên gì? Đỗ Viết Tuyến. Anh này tên Đỗ Viết Tuyến á chị. Chị Trúc ơi, cát lấy anh này nha chị ơi. Anh này chắc phải báo trước đi, chứ còn anh này anh đi nước ngoài vậy rồi. Dạ, mình có nhiều gái nước ngoài không chị? Mình lấy đi mấy tháng sau mình ghép. Anh xin lỗi chương trình là vì vừa rồi có cái cuộc gọi vào mà anh bấm nhầm, anh bấm tắt thì họ lại nhảy vào. Anh xin lỗi nha. Dạ không sao vậy, mình tiếp tục nha, tiếp tục buổi phỏng vấn. Vâng, thì là bây giờ là hai cháu đều có cuộc sống ổn định, có công ăn việc làm và có quốc tịch ở Vương quốc Anh. Các cháu đã định cư ở Vương quốc Anh rồi. Thì các cháu lúc luôn luôn mong muốn là bố tìm được một người bạn đời để bố sống cho đến cuối đời, và các cháu lúc nào cũng ủng hộ, mà các cháu sống rất là tình cảm, vẫn là mong muốn là bố có một cuộc sống như thế. Thế và cái còn về điểm mạnh của anh ấy thì là anh sống theo thiên hướng về gia đình. Đấy, về tình cảm. Đấy, sống rất chân thành. Đấy, chịu nhẫn nhịn được, nhẫn nhịn thì không ai bằng. Nếu mà nói về cái nhẫn nhịn và cái độ lượng, đấy, bao dung độ lượng thì là anh thừa có. Đấy là cái điểm mạnh của anh. Đấy.
nghĩa là rất thương người, kể cả anh em họ hàng bạn bè. Nên là anh có cuộc sống của anh, là anh có thể là anh lo cho tất cả các anh em họ hàng trong gia đình, nếu anh có điều kiện mà ai có khó khăn anh sẽ tất cả giúp đỡ đấy, và mong muốn, luôn luôn mong muốn những cái điều tốt đẹp đến với mọi nhà. Còn khi nếu một khi nào có điều kiện để giúp đỡ mọi người, anh sẵn sàng đấy. Còn về vấn đề văn hóa văn nghệ thì anh có một chút thích về ca hát. Trong nhà anh lúc nào cũng có cái bộ karaoke, nên là lúc nào anh có một cái niềm vui ở trong cái ca hát, hoặc là đi chơi thỉnh thoảng bạn bè thì cũng có tham gia karaoke, rồi hát những cái cuộc vui thì anh cũng tham gia vào chương trình văn nghệ của mọi người. Rồi ok, anh mong muốn từ một người phụ nữ như thế nào ạ? Anh thì anh rất là mong, bởi vì đến cái tuổi anh là năm nay cũng là 60, gần 60 rồi, anh mong muốn có một người phụ nữ sống thiên về gia đình đấy, phúc hậu đấy. Nhìn con người là phúc hậu, là phải biết bao dung độ lượng, hiểu biết và sống kiểu như là, nói chung là tình cảm, sống thiên về gia đình. Rồi độ tuổi của người đó, rồi điều kiện công việc hoàn cảnh của người đó thì sao ạ? Độ tuổi, ngoại hình, công việc luôn ạ. Nếu mà về anh thích có một cái khuôn mặt không phúc hậu, ví dụ như là anh chỉ ví dụ cho cái khuôn mặt khoảng tầm như hai người, ví dụ như là có khuôn mặt như là Mỹ Tâm chẳng hạn, hoặc là vợ của Võ Văn Thưởng, đấy là những cái khuôn mặt mà, hoặc là Lan Ngọc, đấy là có những cái khuôn mặt mà anh nhìn thấy họ có một cái nét gì đấy rất là phúc hậu và chân thành. Đấy, về độ tuổi thì nếu mà anh thì cũng xem qua rồi, anh rất hợp với cái tuổi gà, mà tuổi gà thì bây giờ chỉ còn một cái tuổi 81 thôi. Cái tuổi 869 thì nó lại nhiều quá đấy. Bởi vì anh thì cuộc sống của anh thì anh lại vẫn là trẻ trung, anh sống vẫn là rất là thanh liên. Đấy, thì cái tuổi gà mà hợp nhất là cái tuổi 81, còn nếu không thì cũng không quan trọng về cái đấy. Còn nghĩa là nếu mà có một người tuổi 81 thì là tốt hơn, mà không có thì cũng không sao. Nếu còn độ tuổi thì khoảng tầm 37, 38 đến khoảng 45 là cùng rồi. 45 đến 38 đến 45, 46 là cùng. Thế qua 50 thì... Thế còn ở vùng miền Nam được điều kiện thì anh không quan trọng về cái điều kiện. Nhưng mà có nghĩa là bây giờ nếu lấy anh thì sẽ đi, thì anh sẽ sống ở đâu? Nghĩa là anh sống, nghĩa là cánh... Ở sống ở đâu phù hợp thì anh sống chỗ nào cũng được, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng được, ở Hà Nội cũng được, bất cứ kể nếu mà người phụ nữ ấy thích sống ở đâu mà cảm thấy phù hợp hoặc đi theo anh về Hà Nội. Thế còn ở sang, bởi vì anh nghỉ hưu rồi thì anh không thể đón sang bên này, còn hàng năm thì đi du lịch sang vài tháng thì có thể đi được, nhưng mà nếu mà cuộc sống thì là sống ở Việt Nam. Thế còn đi sang thăm con thì hàng năm năm nào cũng đi được, chỉ khoảng 3 tháng đi du lịch thì đi được, nhưng mà để bảo lãnh sang đây là anh không bảo lãnh được. Bởi vì sao? Bởi vì là cái nếu mà mình còn đi làm, mình còn có lương, có mọi thứ để mình bảo lãnh mới được. Bây giờ mình là nghỉ rồi, mình không có bảng lương để bảo lãnh sang bên này, cuộc sống ở bên này. Thế còn đến một lúc nào đó mà người ta không cần đến bảng lương mà người ta cho bảo lãnh sang thì là anh sẽ bảo lãnh sang bên này, cuộc sống ở bên này đi về, chứ không nhất thiết phải cuộc sống phải cố định ở đâu. Nghĩa là sống ở bên châu Âu vài tháng, năm ba tháng, hoặc là lửa năm vào mùa hè thì sang bên này, mùa đông thì về nhà. Cơm là nhiều tầng nào. Nghĩa là anh thì anh rất là năng động, rất là linh động ở cái chỗ ở. Em hiểu rồi, ok anh. Ở đâu anh hiểu được. Nhỏ đất đi. Dạ, vậy thì quá tốt rồi ha. Ok. Đấy, kể cả Đà Lạt. Bây giờ anh có dự định là anh muốn sinh con nữa không ạ? Hay sao ạ? Nếu mà sinh con thì anh không muốn. Đấy là nói thật sự. Đấy. Dạ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì anh thì anh nuôi con, bởi vì anh tính anh rất cầu toàn. Anh sinh con ra, anh đẻ con ra là con anh nuôi hai cháu nhà anh, là anh nuôi các cháu là hết cỡ luôn. Đấy. Chứ anh không muốn để cho con hơi ốm tí là anh lo rồi. Hoặc có một chút gì đấy là anh rất là lo lắng. Đấy là anh là con người hay lo. Cho nên là bây giờ mình gần này tuổi rồi, mình không lo nổi lúc con ốm đau rồi nhiều tuổi ấy,
thì là mình còn là vất vả. Chứ anh cũng sẽ vất vả. Dạ rồi, ok anh. Vậy nếu như mà được chọn thì bên chương trình liên lạc cho anh trước 1 tháng nha, rồi anh sắp xếp. Đấy, nếu mà rồi được thì ở người trong Sài Gòn, tại vì anh rất thích giọng Sài Gòn. Anh rất thích. Từ cái hồi thanh niên anh đã rất là mong muốn, nhưng mà anh không có duyên. Dạ rồi, ok anh. Dạ, tụi em ghi nhận ở đây rồi. Rồi, được rồi ạ. Vậy em cảm ơn anh nha. Có gì bên em liên lạc lại sau nha. Rồi, anh cảm ơn chương trình. Chào anh. Dạ. Rồi, ok. Dạ, chương trình cảm ơn anh, là buổi phỏng vấn của mình kết thúc rồi, anh có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Rồi, ok nha. Anh dạ. Cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả các anh chị em trong ban tổ chức. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Rồi. All right. Dạ, chương trình xin chào anh ạ. Anh có nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? Vì, alo. Dạ, chương trình xin chào anh ạ. Anh có nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? Có. Dạ rồi, chương trình cũng nghe rõ tiếng của anh rồi. Nhưng mà anh để cái camera cố định và anh để xích xuống để chương trình có thể nhìn thấy rõ anh nha. Dạ rồi. Dạ rồi, bây giờ mình bắt đầu phỏng vấn nha. Dạ, em mời các chị biên tập phỏng vấn giúp em ạ. Mời anh giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha. Vì... chị Trúc ơi, chị nói to lên xíu. Ủa anh không chưa nghe hả? Anh ơi, dạ. Bây giờ đầu tiên giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán giùm em nha. Vì... anh nghe rõ không ạ? Có. Rồi mình giới thiệu đi. Mình là Tô Minh Khánh, ở Ghen, Paris, Pháp. Mình đang ở đâu ạ? Mình ở Ghen, Pháp. Rồi mình ở Paris. Giới thiệu tiếp đi ạ. Ừ. Hôm nay mình 34 tuổi. Nghề nghiệp công việc tự do, buôn bán tự do. Ừ, cụ thể mình buôn bán cái gì ạ? Mình buôn nhà hàng, làm nhà hàng. Mình đang ở ở đâu? Đi ở Paris. À, đây ở Pháp á. Trời, ông nói Pháp đi, ông nói Paris, tôi không có biết. Rồi, trời sao mà là mình nói tiếng Việt gì rành không vậy? Sao mình nói nó từ từ quá vậy? Mình tự mình chủ động, mình giới thiệu được không? Tại không quen mình. Rồi, mình chủ động mình giới thiệu đi, điểm mạnh, điểm yếu, đường tình duyên của mình nha. Mạnh của mình là ít nói, không hay nói chuyện nhiều. Tình duyên thì ngày xưa mình có 2 mối tình và ly hôn 1 lần. Rồi, sẵn em chia sẻ luôn đi. Ủa xong, em chia sẻ về cái hôn nhân nữa của em luôn đi. Ủa xong bị rời cuộc gọi rồi. Dạ đợi xíu đi bạn nghe. À, anh đã vô lại nha chị. Cái concept bên này đẹp quá à. Trời ơi, anh nói tôi không có nghe được gì luôn hết trơn. Mà mấy đứa biết ba ghi luôn hả? Hay quá. Tiền dương. Ba ghi. À đúng rồi. Ba ghi. Bên Pháp đọc ba ghi. Ba ghi hả? Ba ghi. Chứ bên Pháp đọc đúng là ba ghi. Ba ghi hả? Ôi chị giờ chị mới biết rồi, chị tưởng không đọc sai không á. Không, đọc đúng là Paris. Trời này. Dạ, chương trình xin chào anh ạ. À. Anh có nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? À? Dạ, chào chị ạ. Dạ rồi, giờ anh có nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? À? Dạ ok chị.
Dạ, chương trình cũng nghe rõ tiếng của anh rồi nên là mình bắt đầu phỏng vấn luôn nha. Dạ, em mời các chị biên tập phỏng vấn giúp em ạ. Dạ rồi, chào anh ha.